Tỉnh Hà Tĩnh ở miền Trung Việt Nam những năm qua trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hà Tĩnh thì hiện đứng thứ 6 trên cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 17 tỷ đô la Mỹ. Hiện thì đã có 10 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Tĩnh, bao gồm Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Australia, Mỹ, Thái Lan, Lào, Philippines và Trung Quốc, với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn như là Formosa, Mitsubishi, Samsung, Kobe. Các lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài là sản xuất và chế biến thép, điện, cảng, cảng biển, chế biến khoáng sản và nông lâm sản. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và đầu tư nước ngoài trên một số lĩnh vực như là khu liên hiệp công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cao, khu đô thị, dịch vụ khách sạn, y tế và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thì ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự đã hoan nghênh và bày tỏ mong muốn cộng đồng kiều bào nói chung và những người con Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục về đầu tư tại quê hương. Ông cũng chia sẻ về một số cải cách đột phá về thủ tục hành chính mà Hà Tĩnh đang triển khai để thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, bên cạnh các nhà đầu tư nước ngoài thì cũng có rất nhiều người con Nghệ An, Hà Tĩnh đang sống làm việc ở nước ngoài và là những doanh nhân thành đạt và họ mong muốn đầu tư về quê hương. Vậy thì ông cho biết là Hà Tĩnh có chính sách như thế nào để mà thu hút các nguồn vốn đầu tư của kiều bào về địa bàn của tỉnh? Chúng tôi vừa qua cũng đã thu hút được khá nhiều cái con em của Hà Tĩnh đi các nước, các khu vực. Và cùng với là cái chính sách vừa hấp dẫn thông thoáng của tỉnh để thu hút đầu tư cả vốn FDI của nước ngoài, một cái bộ phận không nhỏ của con em Hà Tĩnh đi các nước. Chúng tôi tiếp tục có những chính sách chung như các cái doanh nghiệp các cái nước khác và các cái doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhưng đồng thời có những chính sách đặc biệt hơn đối với con em mà đã đi các nước và đã đi xa quê từ nhiều năm nay. Bây giờ có điều kiện về vốn, về công nghệ, về thị trường, về đầu tư địa phương, chúng tôi cũng đối xử một cách hết sức là bình đẳng như là con em của là các cái nước và các cái tỉnh khác. Và về đối xử ở đây cũng như con em tại địa bàn đây để các em, các bác anh chị và các bạn đó là yên tâm đều lâu dài, không chỉ riêng năm 70 năm mà còn lâu hơn nữa để các thế hệ này, thế hệ khác. Nhưng đồng thời thông qua các cái bàn, các anh, các bác, các chị kiều bào của nước ngoài này ấy, lại vừa là động lực, vừa là một cái điều kiện để thu hút tiếp các cái bạn bè của các nước này về cùng với kiều bào. Thì đây cũng là một cái nguồn vô cùng lớn mà chúng tôi rất hy vọng sẽ càng ngày càng tăng về Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Xin ông có thể chia sẻ là Hà Tĩnh có những chính sách đột phá nào hay là cam kết mạnh mẽ nào để cùng với các nhà đầu tư có thể triển khai nhanh các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới? Chúng tôi vừa qua vừa chúng tôi đã tổng kết nhân và quả mà Hà Tĩnh tăng trưởng GDP trong những năm qua. 2013 tăng 19,2%, 2014 này dự kiến tăng khoảng 23-24% GDP. Là nhờ có những cái chính sách là thu hút rất là thông thoáng, vừa đảm bảo ổn định chính trị, vừa là đảm bảo lấy an ninh trật tự. Nhưng mặt khác á, là đồng hành với doanh nghiệp để là giải quyết các thủ tục hành chính là nhanh nhất, giảm 1/2 thời gian, 1/2 thủ tục. Có những việc trước đây 10 ngày bây giờ giải quyết 5 ngày. Có việc giải quyết trong tuần là dứt điểm. Đồng thời là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận cũng như làm việc với các cái lãnh đạo cấp cao của tỉnh cũng như là các cái địa phương là cả trong giờ và ngoài giờ. Và bất kỳ lúc nào đấy mà doanh nghiệp có tiếng gọi là lập tức có mặt ngay của các cái nhà lãnh đạo cao cấp của tỉnh cũng như các địa phương để xử lý những cái tình huống đột xuất xảy ra. Và đặc biệt nhất là có những cái cơ chế chính sách rất là thông thoáng và gặp doanh nghiệp, kể cả những người cán bộ bình thường thì cũng được gặp là lãnh đạo tỉnh để xử lý các vấn đề kịp thời cho các nhà đầu tư ở ngoài nước không có điều kiện chưa đăng kịp thì cho phép sử dụng bằng công nghệ thông tin, bằng là mail rồi bằng các cái công nghệ thông tin, bằng văn bản thì không nhất thiết là phải gặp trực tiếp để giảm tối đa thời gian và giảm các tiêu cực, giảm những cái phí mà không nhìn thấy hay là cách khác là những cái phí tiêu cực để tăng được cái hiệu quả cho nhà đầu tư, giảm thời gian và giảm cái chi phí cho nhà đầu tư. Thì tôi cho rằng cái hình ảnh thương hiệu ấy có thể mãi mãi là được khắc sâu. Và nhờ vậy cho nên cái Hà Tĩnh mới được là xếp thứ 6 trong cái thu đầu tư và được xếp thứ 10 về cải cách hành chính của là Việt Nam trong năm 2013 vừa qua. Chúng tôi hy vọng chúng ta làm tích cực hơn, quyết liệt hơn
để phục vụ nhà đầu tư hết mình. Thì phục vụ nhà đầu tư chính là phục vụ cho dân, phục vụ cho phát triển. À vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.